Xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với kênh của Đồng Hồ Duy Anh và mình là Tân. Hôm nay quay trở lại với anh em, tôi sẽ giới thiệu cho anh em một em đồng hồ tới từ đất nước của mặt trời mọc. Đó chính là đồng hồ Casio EFV610D, một em bấm giờ thể thao đầy cá tính cho anh em. Hãy cùng theo dõi video với tôi để khám phá ngay em nó nhé. Cảm nhận đầu tiên của mình khi cầm trên tay em nó thì rất là chắc chắn và trông vô cùng nam tính anh em nhé. Phần dây và phần thân vỏ của em nó được làm bằng thép không gỉ 36L 100% và đều được làm bằng thép nguyên khối, thép đặc nguyên khối anh em nhé. Đó, bề mặt thì được cắt vát này, rất là tinh tế và chỉnh chu, sắc nét. Phần góc cạnh được phây xước nhẹ, làm cho em nó rất là nam tính. Mặt kính của em nó thì là mặt kính cứng chống va đập rất là tốt. Kim cho tới vạch số thì cùng một màu với vỏ luôn, tạo nên cho em nó một thể thống nhất rất là đẹp. Đó, điểm nhấn của em nó có lẽ là kim dây. Kim dây của em nó là màu đỏ trên nền mặt màu đen, nhìn rất là nổi bật ở phần kim dây của em nó nhé. Đó, chưa kể kim phút và kim giờ được phủ dạ quang trên nền màu đen thì rất là sáng cho anh em khi mà anh em đi buổi tối. Các mặt sắt dial thì vẫn như những dòng bấm giờ thể thao thông thường thôi, thì vẫn như những dòng bấm giờ thể thao 6 kim với mặt sắt dial ở hướng 12 giờ thì là tính 1/10 giây nhá. Còn ở hướng 6 giờ này thì đó là kim dây nha anh em nhá. Và hướng 9 giờ này là đo phút, tối đa là đo được 60 phút cho anh em. Đó, ở hướng 3 giờ thì là lịch của em nó và có logo của Edify và thương hiệu Casio. Anh em để ý ở mặt sắt dial hướng 6 giờ nhá thì nó có cả hiển thị mức độ trữ nước của em này luôn là 100m, tương đương anh em có thể rửa tay đi mưa và anh em đi bơi luôn cũng được với cả mẫu đồng hồ này nhá. Rất là tiện lợi cho anh em, không bao giờ sợ bị vào nước luôn. Đó. Em này thì có đường kính là 43,8mm anh em nhá. Đường kính khá là to thì những anh em nào có cổ tay tầm 16,5 trở lên thì em này là phù hợp nhất. Độ dày của em nó là 11mm. 11mm anh em nhá. Theo tôi thì với những cái mẫu đồng hồ 6 kim thì 11mm cũng khá là vừa vặn so với cái đường kính của nó. Đó, lắc tu lắc của em nó là 48,6mm. 48,6mm nhá, bởi vì là cái càng này nó cũng khá là cụp thôi. Đó, nên là kéo theo cái được lắc tu lắc của em nó cũng không dài cho lắm. Hoặc là những anh em nào có cái bề rộng cổ tay, những anh em nào có cái bề rộng cổ tay rơi vào lớn hơn 48,6mm là đeo được em này rồi. Không nhất thiết là phải cổ tay tầm 16,5 trở lên. Thì để tôi lên tay luôn cho anh em dễ tưởng tượng nhá. Khi mà tôi lên tay em nó này, với cổ tay của tôi là 16,5cm thì đeo em này khá là vừa vặn, khá là đẹp, bởi vì cái càng của nó ngắn thì em nó rất là ôm anh em nhá. Theo tôi thì cứ tầm 16,5cm trở lên đeo em này thì nó mới gọi là đẹp nhất được. Dây của nó thì như tôi nói rồi là được làm bằng thép không gỉ 36L 100% và được làm bằng thép đặc nhá anh em nhá. Đây là mặt sau của em nó. Anh em nhìn rõ mặt sau này thì có tem chống giả của Casio, biểu thị mức độ chịu nước 100m này và mã đồng hồ anh em nhá. Đó, khóa của em nó thì là khóa một gập thông thường thôi, khóa một gập nhá. Vâng, đó là tất cả những gì tổng quan nhất về em nó cho anh em dễ tưởng tượng. Nếu mà anh em quan tâm em nó thì mình sẽ để đường link ở bên phía dưới nhá video để anh em có thể xem chi tiết sản phẩm và thông số và đặt mua. Bên mình thì miễn phí ship toàn quốc cho tất cả anh em từ xa tới gần nhá. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả bạn ở những số sau. Chào anh em nhá.